Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Trong video buổi tối ngày hôm nay là ngày 9 tháng 5 thì cửa hàng Xuân Đình lại tiếp tục phục vụ các bác bằng những sản phẩm mới về. Thì trong video này cửa hàng Xuân Đình sẽ giới thiệu chi tiết cho bác hai cặp loa bãi Nhật. Dòng này thì tuy không phải là những dòng đắt tiền nhưng lại thì nó lại mang giá trị sưu tầm rất là cao. Vì không phải lúc nào các bác có tiền cũng tìm được những cặp loa như thế này. Bên nhà Xuân Đình hôm nay đánh giá về hai cặp loa này rất là chất lượng trong cái tầm tiền để phục vụ cho các bác. Trước màn hình của các bác là cặp loa Victor SX7 25 mã. Dòng này thì sử dụng loa 3 đường tiếng và toàn bộ góc cạnh thùng còn rất là đẹp. Và hôm nay thì có bác đến mua một cặp loa cỏ mà bác còn hỏi là cái cặp loa này đóng mới thì hết bao nhiêu tiền, mà Xuân Đình rất là ngạc nhiên. Vì bác cũng bảo là chưa thấy cặp loa nào mà nó còn hình thức còn đẹp như này. Vì phòng bác quá bé thì nên bác chỉ lấy những cặp loa nhỏ. Đấy, còn ở phía đằng trước này thì nó một cặp loa cổ của hãng Pioneer. Xong này là dòng Pioneer CS81 Bass 30. Thùng của loa này thì nó to như cái tủ lạnh. Và bác nào mang nó đều là mang giá trị trưng bày. Cũng như phối ghép về những dòng âm ly thì những cặp loa cổ này rất là hay. Loa còn rất là đẹp. Tuổi đời của loa là trên 50 năm rồi. Đấy. Đây là cặp Pioneer CS81. Những dòng loa này thì đều là những dòng loa rất dễ phối ghép về âm ly. Các bác có nhu cầu cũng như mua ủng hộ cửa hàng Xuân Đình thì các bác cứ alo trực tiếp theo số điện thoại trên bài là 0395727582, cũng như địa chỉ để mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bây giờ thì Xuân Đình xin phép sẽ quay chi tiết cũng như báo giá cho các bác. Đấy, các bác quý mến Xuân Đình thì hãy tặng cho Xuân Đình một like. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Sẽ quay cho các bác từng cặp một cũng như báo giá cho các bác trong video. Cặp ở phía bên trên này thì Xuân Đình sẽ quay trước cho các bác, đó là cặp Pioneer. Model của dòng này là Pioneer CS81. Đây là một trong những dòng loa cổ. Tuy rằng nó không phải là những dòng loa đắt tiền, nhưng dòng này thì nó cũng khá là hiếm. Đây là cái chất vỏ gỗ của loa, thùng lạm gỗ. Loa này thì được ra đời từ những năm 1970. Tuổi đời của loa năm nay là đạt 54 năm rồi. Các bác thấy rõ về góc cạnh. Quan điểm mà Xuân Đình bán cho các bác thì cũng vẫn tả rõ là hàng mộc mạc, không có spa mông má. Và đây là tuyển chọn rất là kỹ lưỡng để phục vụ cho các bác. Vì những cặp loa cổ này thì nó mang giá trị sưu tầm cũng như các bác trưng bày và phối ghép với những bộ đầu bằng cối đĩa than. Nói về độ đẹp thì cặp loa này đẹp như vừa sản xuất. Nói như vậy thì nó cũng hơi quá một chút, nhưng tổng quan thì loa nó rất là xuất sắc. Các bác thấy rõ từ cái phần e căng. Loa này thì có kích thước chiều cao đạt 78, chiều ngang 50, chiều sâu là 40. Dòng này thì thiết kế của nó là căng vải kim tuyến cổ. Đấy, cái căng vải cổ, nhưng vải này thì nó cũng có ánh kim tuyến và cái phần trang trí viền nhôm lưới inox bên ngoài thì nó tạo cái độ nhấn của loa tem Pioneer. Nó thiết kế là loa mở hậu, tức là mở phía đằng sau. Cấu hình của loa này là một bát 30, củ của nó là củ móng ngựa, một chung 12 giấy và một tép còi. Thì một chút xíu nữa Xuân Đình sẽ mở phía đằng sau để cho các bác cùng xem. Và dưới này là lỗ thông hơi. Đấy. Đây là chiếc loa còn lại. Loa rất đẹp, góc cạnh thùng vuông thành sắc cạnh. Không phải lúc nào mình cũng gặp được những cái cặp loa đẹp như này, mà trong khi đấy là hàng chất bãi, nguyên zin, không có mông má gì cả. Chất gỗ cũng đẹp, góc cạnh đằng trước đằng sau. Loa này thì có độ nhạy đến tận 103 decibel, bass 30, nhưng các bác chỉ cần ghép với những chiếc âm ly công suất vài chục watt thôi, đánh tốt những cặp loa này rồi. Còn các bác ghép, nếu như để nói về hoài cổ thì các bác cứ ghép với những dòng âm ly đài của những dòng Pioneer sơn xui đấy, ghép cùng với những bộ đầu băng cối đĩa than rất là chất lượng. Có một cái tinh chỉnh dành cho giải tép phía đằng sau, đây là cầu loa âm dương đấy, trở kháng 8 ôm. Góc cạnh thùng rất là đẹp so với tuổi đời của loa, không hề bị chảy xước nhiều đấy. Đây là Xuân Đình đã tháo một chiếc ra để cho các bác nhìn về cái cấu hình ở bên trong đấy. Đây là hệ thống phân tần đấy, phân tần zin. Đây là lỗ thông hơi. Đây là một loa bass 30, củ đó là củ móng ngựa. Đấy. Một chung 12, một tép còi gang. Dòng này rất dễ phối ghép, thùng cao to, trưng bày đẹp, sang trọng. Cửa hàng Xuân Đình bán cặp loa này cho các bác mức giá chỉ có 7.500.000 đồng. Giá rất là mềm mại, một cặp loa cổ. Giá này thì nó chỉ bằng một trong những cặp loa gọi là bình dân vừa tiền thôi. Đấy. Còn nếu các bác nào mà chơi về chất lượng thì không nên bỏ qua về những dòng này. Loa cực đẹp, hiếm khi gặp, mà khi đã gặp nó phải đẹp như này thì rất ít. Pioneer CS81
Mức giá cửa hàng Xuân Đỉnh bán cho các bác chỉ có 7.500.000 đồng. Còn ở phía đằng sau này, một Xuân Đỉnh vừa giới thiệu đến các bác, đây là cặp Victor SX7 25 mã. Những dòng SX3, SX5, SX7 thường thì nó có khá là nhiều, nhưng để nói về những dòng 25 mã này thì nó rất ít và hiếm khi mới gặp. Đây cũng là lần đầu tiên cửa hàng Xuân Đỉnh về cặp loa này, về trong tình trạng là loa phải nguyên zin tuyệt đối, góc cạnh thùng. Tất nhiên thì đồ cũ nó vẫn có chảy xước thì không tránh khỏi được. Nhưng để nói về chất âm của những dòng này thì Xuân Đỉnh so sánh luôn với các bác là với những dòng loa AR luôn. Và những cái tầm tiền này thì các bác mà chơi những dòng loa AR2AX để ghép thì chưa chắc đã so sánh nổi so với cái cặp Victor SX30 này. Cấu hình của loa là một bát 30. Đấy, gân của nó là gân vải tẩm dầu, màu của nó màu vàng, zin nguyên bản luôn, và cái màu của nó cũng gần như là mới. 5 cái núm trang trí trên cái màng giấy của loa căng đét, không có cái nào bị móp méo gì cả. Lưới sắt cũng vậy, không hề bị oxy hóa hay không hề bị đen hay bị han, hãng còn dính ở xốp, chưa hề tháo luôn. Một chung của dòng này, củ loa của loa chung nó to đúng bằng cái mặt luôn. Thiết kế dạng chung đôm, một tép đôm. Dòng SX7 25 mã thì thiết kế đối xứng bên trái bên phải. Nó còn một cái lưới ở bên ngoài, nhưng Xuân Đỉnh bỏ nó ra rồi. Tại vì là cái lưới nó là lưới có cái miếng sắt nó bị rách. Nhưng ngược lại thì để nguyên như này thì nó mới chất của loa. Vì loa này thiết kế toàn bộ bát, chung, tép đều có lưới sắt bảo vệ hết rồi. Cho nên cái lưới kia mà đậy ở bên ngoài thì nó sẽ không phô trương được cái độ đẹp của loa cũng như độ chất của loa như thế này. Đấy. Hai tinh chỉnh chung tép. Loa này thì trở kháng 4 ôm công suất là 100W. Và những cái dòng loa Victor này thì Xuân Đỉnh đã từng trải nghiệm khá là nhiều. Cho nên nếu như nói về cách phối ghép thì các bác chỉ cần ghép với những công suất khỏe một chút thì đánh tiếng bát rất là hay. Kể cả các bác ghép với những cục đẩy chất lượng, đẩy Mỹ, đẩy nội địa Nhật, đánh những cặp này cũng rất là tuyệt vời. Còn ghép thông thường nhất ấy, mà để chơi một cách chuẩn thì các bác ghép cho Xuân Đỉnh với những dòng âm ly Kenwood, những dòng công suất từ 250 đến 300W ấy. Hôm trước Xuân Đỉnh đã từng ghép với những dòng Kenwood 9010, đánh những cặp loa Victor cực kỳ là hay. Victor này thì nó thiên theo dạng của loa châu Âu hơn là loa Nhật. Mặc dù nó là hàng của Nhật, nhưng công nghệ thì cái chất lượng của những dòng loa này nó thiên về dòng châu Âu hơn. Góc cạnh của thùng loa, thùng được lạm gỗ, mặt cây đít cây, giống đặc như những dòng loa AR. Đấy. Không hề có bể nở gì cả. Góc cạnh rất là sắc nét. Cầu loa, gỗ rất là dày. Phiên bản sản xuất có giới hạn Victor Comrade of Japan Limited SX7 25 mã. Loa thiết kế bên trái bên phải, góc cạnh còn sắc nét. Gỗ dòng này thì cực kỳ là bền. Loa này thì nặng 24kg một thùng, độ nhạy là 91dB. Đấy. Công suất là 100W một loa. Trung âm của những dòng trung tép của những dòng loa Victor này thì cái phần tinh chỉnh này rất hiệu quả. Cho nên bác nào mà hay nghe về trung âm, nghe nhạc vàng thì những dòng này là tiếng rất là hay. Trung rất là dày dặn, góc cạnh thùng sắc nét. Đấy. Nét right bên phải bên trái. Cặp này cửa hàng Xuân Đỉnh bán cho các bác mức giá là 7.800.000 đồng. Hiện tại thì Xuân Đỉnh đang ghép với dòng âm ly 7.800, thấy tiếng nó cũng rất ổn rồi. Còn nếu như các bác có điều kiện để chơi được những dòng nó chất lượng hơn thì các bác ghép với những âm ly nó công suất nó khỏe hơn một chút nữa, đánh nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Đây Xuân Đỉnh đang test nhạc trên nhạc điện thoại thôi, nhưng mà thấy nó cũng khá là ok rồi. Còn các bác có điều kiện mà chơi thì test qua những cái phần hệ thống giải mã thì nó sẽ tốt hơn. Còn Xuân Đỉnh test bằng điện thoại thôi. Gân của nó là gân vải tẩm dầu, vẫn còn dính luôn cả xốp, mà đây là hàng zin nguyên bản, chưa hề bóc cũng như chưa hề mở cái căng luôn. Đây là hai cặp loa rất là đáng chơi trong cái tầm tiền. Đấy, các bác có nhu cầu cũng như mua ủng hộ cửa hàng Xuân Đỉnh thì các bác cứ alo trực tiếp theo số điện thoại trên bài là 0395 727 582. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.